biết cái link đặt câu hỏi mà đúng không? À, chào Thảo Nhiên. Mới mới vô thành ra nó sẽ hơi có nhiều bối rối à nghe. Nên là nếu mà thấy có gì bối rối đó thì mình bổ túc lại bằng cách nhắn tin cho bạn Nhật Tân. Nhờ bạn Nhật Tân gửi cho cái video để nghe lại những phần đơn giản. Chứ mình vô thì nếu mà có khó đó thì mình nhớ vậy. Hôm trước mình đã xong phần 2. Cái gì tranh thủ đặt câu hỏi rút rút đi. Đặt câu hỏi đầu giờ. Để cho quen với cái việc đặt câu hỏi. Mình qua tới cái số 3. Phần lớn thường á, thì khi mà dạy đó thì tôi không có nhìn cái phần học viên, tại vì tôi mở cái file giáo trình này. Thật ra tôi chỉ có thể giao tiếp được với những chư quý vị nào có chat cái phần chat thôi. Cho nên thành ra những quý vị nào mà hay núp á, hay né á, mà vô nghe như nghe pháp thoại đó, là tôi không có biết ai trong đó đâu nghe. Thành ra quý vị nào đó mà có tham dự lớp á, thì cũng hay năng nổ xuất hiện phần chat để tôi biết quý vị ai. Thành ra tôi hướng dẫn đấy, thì cũng đá đá qua quý vị chút vậy cho nó có ích lợi. À, cho quý vị thêm 2 phút nữa cho quý vị hoàn thành cái việc mà đặt câu hỏi đầu giờ. Cái 9:25 là mình sẽ bắt đầu. Quý vị nào đặt câu hỏi xong rồi nhớ ghi lên phần chat cho hay. Ok, chào anh Đức. Con nhớ xem lại video nghe. Xem rồi mà thấy không hiểu là hỏi nghe. À, ok, hiểu không? Ok, tốt, tốt. Đó, mình có cái tiết này nè. Cái gì mình không hiểu đó, cái đem vô đây mình hỏi. Trời ơi, năng động và tích cực liền. Đó cho mình á, giữ cái đó cho mình á, chẳng mà nữa lý giải những vấn đề nào đó mình đem ra mình xử lý được, chứ mình không có thuộc gì hết đó. Là có lúc mà thầy giải quyết sách vấn đề đó, nghe thì nghe hiểu đó, hay đó, mà tới tự mình làm là không được. Tự mình làm là không được là tại vì mình không có nhớ bài. Thành ra ráng nhớ.
Cô Đào đang nhắn gì đó, chắc có câu hỏi trực tiếp hả? Ở đây là được thầy bảo vệ, trở thành học trò cưng. Tại vì mấy bạn khác đâu có ai thuộc đâu. Trời ạ. Rồi, vậy là quý vị nào chưa đặt câu hỏi thì tranh thủ đặt câu hỏi cho hoàn thành trách nhiệm đầu giờ nha. Rồi, cái mình đi tiếp cái phần số 3. Là tâm là một cái pháp thực tính, Sabbhawatthama, là một pháp chân đế, là một cái bản thể, thì cũng gọi là hữu thể. Nó thuộc vào danh pháp dùng để minh sát. Nó thuộc vào danh pháp dùng để minh sát. Tức là một cái pháp có thực tính của cái tinh thần để mà dùng phương pháp minh sát thì mình có thể biết được, có thể sát tiến được nó trực tiếp, tại vì nó là một cái hữu thể. Bên bên một số các cái trường phái khác, các cái trường phái như là yoga đó, hoặc là Sankhya, thì họ có những cái bản thể riêng của họ, họ có nêu ra những cái bản thể liên quan tới cái Purusa, cái Rikkhik. Rikkhik thì mấy cái đó đó, nếu mà quý vị có cái thời gian mà quý vị tìm hiểu á, quý vị sẽ thấy rằng là cái thời bấy giờ, hay là nói khác hơn đó là cái truyền thống của Vedá, thì người ta đã rất suy tư về những cái pháp thực tính này, những cái bản thể này. Cái thứ mà cái nền minh triết của Tây phương ấy cũng rất quan tâm nhưng không có hiểu được, không có rõ được. Trong khi đó thì trong Vedá đó thì đã trình bày rất nhiều và khá rõ. Khi mà tìm hiểu đó thì quý vị thấy là Đức Phật đến để Đức Phật sắp xếp lại nè, Đức Phật sắp xếp lại nè, cho nó có hệ thống, nó rõ ràng, nó luận giải một cách trọn vẹn, không bị mâu thuẫn lẫn nhau. Còn ở trong một số cái trường phái yoga đó, yoga với Samkhya đó, thì nó mơ hồ, nó có ý niệm đó, nó có những khái niệm, nó có những cái cách đề cập, nhưng nó mơ hồ, nó không rõ ràng. Thành ra là khi mà mình đối chiếu lại đó, cái mình mới thấy được cái minh triết nằm ở trong Phật học nó sáng hơn rất nhiều so với các cái hệ phái khác đương thời xuất hiện. Cái gì hiểu về cái chân đế là cái hữu thể mà đúng không? Đây là một cái pháp thực tính ở trong 80 pháp thực tính. Mà từ từ đó thì quý vị có cái cơ hội thì mình sẽ học tới nó. Riêng một cái môn gọi là thực tính pháp. Riêng một cái môn gọi là thực tính pháp. Còn bây giờ đó là mình tuần tự, mình học từ từ, rồi từ từ, từ cái cho tới khi học hết luôn bằng cả cái pháp thực tính. Cái gì như chấp bài nha. Vậy thì cái tâm này đó, cái chít tá này đó, thì nó vận hành theo cái gì? Nó vận hành theo quy luật của nó. Nó vận hành theo quy luật của nó. Nó không có vận hành theo quy luật của mình. Nhớ nghe. Nó không có vận hành theo quy luật của mình, nó vận hành theo quy luật của nó. Thành ra đó là mình muốn đổi theo cách của mình không có được. Làm sao mà mình đổi theo cách của mình được, phải không? Nó vận hành theo quy luật của nó. Đó là cái vô ngã đó, đó là cái vô ngã đó. Khi mà mình muốn đó, mình muốn là nay tôi sẽ đổi sang cái tâm thiện nha, tôi nhấn nút cái tôi đổi hả? Không có. Đó không có được, đó không có được. Phải có cái hiểu biết, phải có cái hiểu biết, hiểu rõ rằng là nó vì cái nhân nào sanh ra và mình tác động như thế nào với cái nhân đó để nó cho ra cái quả. Đấy, cái đó là mình phải phải hiểu biết, học hỏi. Khi mình học hỏi, mình hiểu biết, thì lúc bấy giờ đó là mình làm được cái chuyện đó. Mình có thể tác động vô trong cái nhân để cho cái quả. Cho mình không thể tác động gì lên cái quả hết. Quý vị kịp cái này không? Mình
mình đừng có chờ là mình tác động lên quả nha, không không có tác động được nha. Quả là mình chỉ nhận thôi. À, quả chỉ nhận thôi chứ không có đổi. Giờ mình muốn đổi đó là mình phải đổi cái nhân chứ không đổi cái quả. Ừ, hôm nọ hôm qua hôm kia hôm kìa cái lớp nào đó phải không, mình cũng có nói về cái này. À, mình có nói về cái này rồi. Thì ra nó dính tới cái chỗ này đó. Thứ tư, cái thứ năm là sự biết sanh lên do có đối tượng để biết. Tượng đó thì mình gọi là cảnh. Đây là mấy cái khái niệm nha, mình phải thuộc nha. Mình phải thuộc cái đối tượng của tâm, đó mình gọi nó là cảnh. Đổi nhân hay đổi cách tác động lên nhân. Thì muốn đổi nhân được, muốn đổi nhân được thì con phải tác động lên nhân. Con mới đổi nhân được. Mà con tác động lên nhân, đó là con dùng cái cách để con tác động lên. Và nó sẽ có nhiều cách để con tác động lên. Vậy thì con đổi các cái cách tác động để cho nhân nó đổi. Thì lúc này cái quả nó mới đổi. Anh hiểu không? Đúng rồi. Duyên tham gia vào trong quá trình đó. Duyên tham gia vào trong quá trình đó. Đó là lý do sao mình phải học duyên hệ mở rộng đó con. Mình phải nắm được duyên. Mình nắm được duyên rồi đó thì mới biết cách được để mình tác động sao cho nó phù hợp. Chứ khi mình tác tầm bậy tầm bạ, nó rớt tầm lum tầm la nữa. Ví dụ cách tác động, ok, thí dụ như mình có một cái đứa bạn, mình muốn rủ nó đi học, thì cái việc mà mình rủ nó đi học đó là tác động. Nhưng mà mình rủ nó bằng cách nào? Bây giờ mình muốn tác động lên nó, vậy thì mình phải xét. Ví dụ như nó duy lý thì mình dùng lý, mình đi con đường của lý để tác động lên nó, đó là cái cách tác động. Mình nói trực tiếp, mày bị ngu cái này mày không biết nè đó, bây giờ mày thử giải thích đi, giải thích không được đó, thấy không, nói mày ngu mà mày cãi rồi coi như là nó chịu liền rồi, ngu đó nên học không. Đó là một cách, tại vì cái cách đó là cái cách lý tác động lên đứa, một cái đứa duy lý. Nhưng mà cái cách đó sẽ vô phương tác động đến cho một đứa mà duy cảm, một đứa mà duy nghiệm. Thì đối với một đứa duy cảm duy nghiệm mình phải dùng cách khác. Thì thật ra mình cũng muốn nó đi học, muốn nó có cái sự hiểu biết đúng đắn, nhưng mà cái cách tác động của mình nó khác nhau thì dẫn đến cái kết quả nó khác nhau. À, được chưa, được chưa? Okay. Vậy thành ra quý vị mới thấy đó ha, muốn tác động là một chuyện, nhưng mà là cách tác động lại là chuyện khác. Phước có làm thay đổi kết quả của nghiệp trổ không? Bởi vì khi mà mình tính đó, là đã tác thành rồi, thì lúc bây giờ đó, nếu như mà có cái phước đó, thì có nghĩa nó đâu có trổ đâu. Trang hiểu không? Là khi mà mình nói rằng là nó cản cái nghiệp trổ thì nó cũng không hẳn là đúng. Mà tại vì cái phước nó trổ rồi cho nên cái nghiệp nó đâu có trổ ra đâu. Vậy thì cái nghiệp nó chưa có trổ, chứ không phải là nó cản cho cái nghiệp không có trổ. Hiểu không? Ví dụ con chạy xe ẩu, nhém chút nữa xe tải tông con chết. Nhưng mà lúc mà trong cái một cái gang tấc nào đó, cái con bừng tỉnh dậy, cái con lái xe đúng đắn trở lại, không có đâm đầu ra xe tải nữa, cái con đi vô trong đường, cái con nói trời ơi mô Phật, phước nó chỗ chứ không thôi xe tải cán chết rồi. À, vậy thì con phân tích trong cái trường hợp đó là cái gì? Bất thiện nó sanh lên, bất thiện nó sanh lên, nó chuẩn bị rớt ra ngoài ngoài xe nó hốt rồi đó. Thì lúc bây giờ phước thiện nó trổ, phước thiện nó trổ, nó chuyển ra hiện bài cho cái quả của thiện, con tỉnh lại kịp. Thì cái quả thiện nó trổ, nó cho kết quả rồi, cái bất thiện đâu có chỗ đâu, cái bất thiện nó đâu có trổ đâu. Thì thành ra đó là nó chưa có kịp trổ, bất thiện nó chưa có kịp trổ, thì ra cái thiện nó trổ trước. Vậy thôi, bất thiện nó có mất không? Không có mất, nó chưa ở chỗ rồi, nó còn nằm đâu đó.
cái ngày mốt ngày kia vậy đó, cái đi sơi khơi 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 đó, một quả thiện nó không có chỗ được rang cái một phải xe hốt mà. Rõ cái chỗ này chưa? Ổn không? Từ ha, chích tờ à, thầy giải quyết từng người một. Ừ, nghiệp phước không làm giảm được kết quả của nghiệp trổ. Không, hai cái này nó không ăn nhập gì nhau hết. Tại sao con phải là con phải trùng lấy hai cái đó con bù lại chi vậy? Ở đâu ra cái quan niệm đó vậy? Cái này là cái này, cái kia là cái kia thôi. Ừ, cái quan niệm đó là tầm bậy nha. Không có bù bớt gì, không có chia, không có chẻ, không có chơi mấy kiểu đánh bài ấy. Quýnh cờ bạc đó này, bù qua kia và lắp qua nó không có. Thằng nào là nó trả cho thằng đó à, đúng không? Ừ, còn cái vụ mà bù bù đó là của Trung Quốc nó bù thôi nha, chứ của Đức Phật không có vụ mà bù bù nữa đâu. Chơi mà cấn bớt nữa không, mình làm phước cái mình cấn bớt nghiệp lại, không có nghe, không có cái chuyện vô duyên vậy. Đó là phi nhân quả đó. Ừ. Có một cái trạng thái nó gọi là vô hiệu nghiệp. Nó gọi là vô hiệu nghiệp thì cái đó nó có. Cái đó nữa quý vị học nghiệp tứ phần ấy, quý vị sẽ rõ. Nó một cái loại gọi là vô hiệu nghiệp. Ừ. Xếp hàng mua đồ. Ai nhanh chân bự bự hả? Ừ. Ừ. Đứa rùa trả tiền sao? Ừ. Ờ, bởi vậy Tân nó lấy ví dụ đó đó con. Rồi trả lời tới cái chỗ của chích tờ nè. À, muốn tha đổi quả thì cần phải tác động lên nhân, tha đổi nhân. Mà nhân thì liên quan gì tới tâm, liên quan chứ con. Cái tâm của con u mê ám chướng đó, con đâu biết cách để con tác động lên nhân đâu. Vậy thì cái tâm của con phải là có trí. Cái tâm đó phải là cái tâm đại thiện hợp trí. Thì con mới biết cái nhân nào và con biết cái cách nào để tác động lên cái nhân nào, thì có phải là con dùng tâm hết không? Vậy thì nó dính tới cái tâm chưa? Ừ. Dính nha, dính tới cái tâm trực tiếp, dính tới cái tâm. Ừ. Không có, có rời ra cái tâm được đâu. Ừ. Còn nắm muối cho vào bát nước, hay cho vào hồ nước. Ờ, thì nó dính gì đến cái này? Cái nắm muối, cái bát nước, cái hồ nước thì nó dính gì tới cái này? Mãnh lực tâm phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào tư, sở hữu tư. Ánh lực tâm phụ thuộc vào sở hữu tư. Cái sở hữu tư là thằng Chetana đó, đúng không? Ở cái này là qua tới tâm sở thì mình sẽ học tới nó. Mãnh lực tâm là lệ thuộc vào thằng tư đó đó. Ừ. Ừ. Ừ, phước, đúng rồi. Phước thì sao? Quý vị khác có hiểu không? Mãnh lực nghiệp phụ thuộc vào mãnh lực tâm, đúng rồi. Khi mà mãnh lực tâm đó hay là với cái sở hữu tư đó mà nó mạnh mẽ thì nó sẽ cho ra cái mãnh lực nghiệp nó mạnh, và cái mãnh lực nghiệp nó mạnh thì nó cho cái quả nó bự. Được không? Ừ. Vậy có câu làm phước thiện sanh trí, câu này đúng không? Đúng, làm phước thiện mà cái phước đó đó mình phải liên quan tới trí thì nó mới sanh trí được.
Hiểu không? Thí dụ nha, anh nói quý vị làm phước thiện đó, quý vị lấy hộp cơm, mua hộp cơm đem đi cho người ta. Cái quý vị nguyện tôi cho hộp cơm đó, tôi sanh trí nha, trí cái gì, trí đực, trí mén, trí trí gì. Cái đó mình đang làm là phước vật. Mình đang làm phước vật thì nó cho mình lại, nó cho phước vật chứ làm sao mà cho phước trí được. Mình phải có hiểu biết thì lúc này nó mới có trí được. Thí dụ nè, cũng là cho hộp cơm nhưng mà người ta sẽ sanh trí được, người ta nguyện sanh trí là nó sanh trí. Thì người ta cho phước vật nhưng mà người ta dùng trí. Nó khác với một cái người làm phước vật mà không có trí. À, anh tiết kiệm cái này không? Nên thành ra nói với quý vị, khi mới quý vị làm phước đó, quý vị nhớ nhiều. Tam tư, tiền tư, hiện tư, hậu tư. Tâm mà tại khi mà quý vị làm cái việc thiện đó phải là tâm đại thiện hợp trí. Đó, thì nó cho quý vị được. Lúc bây giờ quý vị có sự rõ biết những gì ta làm đây là phục vụ cho cái đường hướng, cho cái mục đích gì của ta. Từ rõ ràng cái chuyện như thế mà mình sanh lên cái sự quan hỷ với chuyện thiện mình làm, nguyện sanh phước trí trong ngày vị lai của chúng ta. Được. Tại vì mình dùng tâm đại thiện có trí mà. Nên thành ra cẩn thận lắm, chi tiết, phải vô từng chi tiết một vậy đó. Quan trọng chỗ tác ý. Ừ đúng rồi, tác ý nó rất quan trọng đó. Sự hữu tư đó, sự cố ý đó, sự toan tính, tính toán để làm đó, nó quan trọng lắm. Hơn nhau lại chỗ đó đó. Thành ra phải chui rèn, phải chui rèn, phải huấn luyện đó. Mà cái đó cũng là cái dễ chết đó con. Cái đó là cái dễ chết đó. Để ý đây, cái sự mong manh giữa cái thiện và cái bất thiện, nó như là một cái khẩy móng tay bập cái đây nó qua bên kia. Mà không có sự rèn giũa đó thì mình đó dễ nằm bên bất thiện. Mình dễ nằm bên bất thiện. Tại vì mình đối chiếu qua nơi cái hành vi, nơi cái lời nói đó không có xác định được. Nơi hành vi, nơi lời nói không có xác định được. Mà khi mà quý vị học mà quý vị để ý rồi đó, quý vị thấy nó nằm ở trong tâm không à. Nó nằm ở trong tâm không mà nó đi mà tẹt 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 vậy đó. Không có cẩn thận nó là coi như là mình đi bụi à. Nó phải để ý nhiều lắm. Ngại hiện hợp trí à, ok anh tiếp. Ví dụ khi mà mình làm một cái phước thiện à, khi mà mình làm một cái phước thiện với đầy đủ tâm tư, tiền tư, hiện tư, hậu tư. Với cái hiện tư là cái quan trọng số 1. Cái hiện tư là cái mà quý vị đang làm đó, là cái tâm nó quyết định luôn. Thì cái tâm quyết định lúc mà quý vị làm một cái chuyện thiện sự đó phải là cái tâm đại thiện hợp trí, tức là có sự hiểu biết. Hiểu biết gì, cái gì? Cái chuyện mà ta làm này ích lợi gì cho con đường vị lai của ta, ích lợi gì cho cái hạnh nguyện mà ta đang mong muốn đạt tới. Tức là cái việc làm này nếu như quý vị có được cái ba la mật nữa thì nó tuyệt diệu, vô cùng ích lợi. Nó là một cái sự thực hành ba la mật gì của mình để mà mình đó, đạt tới cái hạnh nguyện của mình. Vậy thì khi đó quý vị làm một cái chuyện mà quý vị biết rõ nhân quả, biết rõ nghiệp báo, biết rõ việc này nó ích lợi gì cho mình. Cái tâm trong trạng thái như vậy là cái tâm đại thiện có trí. Và với tâm đại thiện có trí như vậy mà khi quý vị làm một chuyện tốt, lúc bây giờ khi quý vị làm hoàn mãn cái chuyện tốt rồi, tức là tới hậu tư, sau cái hiện tư rồi đó, tới cái hậu tư, thì vẫn duy trì cái tâm mà biết, hiểu biết, có trí đó để nguyện cho cái ngày vị lai của mình đó. Vì cái sự rõ biết như thật về phước thiện này, nó cho mình cái kết quả an vui trong ngày vị lai. Mà có trí tuệ, mà có hiểu biết. Được à, anh tiếp rõ cái chỗ đó không? Để ý ha, mình để ý cái chỗ đó cho kỹ. Tác ý, hợp lý, trị hoài nghi. Ok, Kumi. Ừ, bên Nikaya sẽ có tới cái phần đó đó. Đối trị với nghi hoặc là phải có trí mới trị được nghi hoặc. Mình không có trí là mình rớt vô hoài nghi thôi. Mình nghi tùm lum hết trơn à. Mình nghi Phật mấy màu, ánh sáng hào quang Phật mấy màu. Nghi Phật có thần thông không, thần thông gì. Mình nghi thiền sao ha, thiền thần thông thiền đạt tới như thế nào. Rồi mình nghi cổ trời có thiệt hay không có thiệt. Trời đất ơi, toàn nghi hoặc không à. Toàn nghi hoặc không mà mình muốn giải quyết mấy cái nghi hoặc nó phải xài trí. Không cách nào khác, phải xài trí thôi à. Nó là vậy đó. Đưa nó là quý vị vun bồi cho mình cái phước trí nó nhiều lên xíu à. Cái phước trí quý vị có thể tạo gián tiếp thông qua các cái việc kia,
hoặc á, là quý vị có thể tạo trực tiếp thông qua cái việc mà liên quan tới trí. Lỗi hậu từ. Không phải xả bỏ tuệ linh, phải xả bỏ. Nếu như mà mình thực hành ba la mật là mình làm rồi là mình phải xả bỏ chứ mình không có giữ. Mình không có giữ là tại vì sao? Là tại vì mình làm cái chuyện thiện đó để mà mình giác ngộ giải thoát mà, chứ đâu phải mình hưởng lại đâu. Nên mình phải xả chứ. Với cái tâm xả ba la mật đó rồi mà mình đâu có giữ cái chuyện đó lại. Giữ cái chuyện đó lại thì tôi làm cái chuyện thiện lành này nghe, là ngày mơ là tôi phải được sanh thiên nha, ngày mơ là tôi phải được trúng số nha. Cái đó là mình giữ, đó là mình không có xả. Hiểu không? Còn mà mình nói tôi làm cái chuyện thiện này đó dung bồi cho cái ba la mật của tôi để đạt tới cái sự giác ngộ giải thoát trong ngày vị lai đó, cái đó là mình xả, mình không có giữ đó, mình không giữ. Cho mà biết cái mình cho nó đang là cái thứ người cần biết được như vậy. Bố thí phước và có trí, có phước hoàng, cái đó là mình có trí, mình biết rõ, biết rõ cái này nó có ích lợi như thế nào cho mình, nó có ích lợi như thế nào cho người, thì cái đó là có trí đó. Hỗ trì người hành pháp. Hành pháp này là ba la mật hay là pháp gì bình thường? Nếu mà liên quan tới pháp hành á, thì cái xịn nhất, cái tối ưu nhất là cái ba la mật rồi đó bé ba. Mà nếu mà thấp hơn á, thì cái mức độ của nó cũng thấp hơn con. Nó tùy theo cái sự thù thắng của pháp hành mà mình thực hành nó là cái gì. Chỗ hàng. Nỗ lực thuộc tâm sở tác ý. Không phải nằm ở trong sở tâm sở tác ý ha. Cái tâm sở đó là cái sự thành tựu của ý, tức là làm cho cái ý của mình nó thành nên một cái sự trọn vẹn, một ý được cấu trúc hay được tác thành, chứ không phải là một cái mãnh lực. Nó không phải là mãnh lực. Cái này đó là phải học tâm sở, phải học tâm sở để mình hiểu được đó, mỗi cái tâm sở nó có cái tác dụng gì, nó có cái vai trò gì trong việc cấu thành nên một tâm. Không phải đó, là cái ở trong cùng một cái tâm luôn thì nó cũng có cái thằng tác ý ở trong, không có vắng tác ý được nha. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mãn quyền tác ý, tất cả các tâm sở này đi chung trong cùng một tâm, cho nên ngay cái chỗ khai ngũ môn nó cũng có, ngay chỗ khai ý môn nó cũng có, ngay chỗ động lực nó cũng có, động lực sát na thứ hai cũng có, động lực sát na thứ ba cũng có, chỗ nào có tâm là có bảy thằng này sanh lên, bảy thằng này nó làm cái nhiệm vụ đi kèm với tâm. Cho nên thành ra quý vị nhớ ha. Nhưng mà cái đó là quý vị phải qua tới tâm sở để quý vị học để phân biệt được vai trò của sở hữu tư nó khác như thế nào với vai trò của thằng tác ý manasikara. Hai thằng chitana manasikara nó khác nhau, nó không có giống nhau ha. Mình gọi bằng cái tên dịch Việt cho nên thành ra mình dễ bị nhầm, mình dễ bị nhầm cái chữ mà tác ý đó. Thì mình phải học vô thêm. Ổn ha. Thì mình nhớ nghe, cái đối tượng của tâm thì mình gọi là cảnh nha. Đối tượng của tâm mình gọi là cảnh. Chẳng mà nữa mấy chiều mình học đó, khi mà mình nói cảnh là mình biết cái đó là đối tượng của tâm, là cái thứ mà tâm nó biết tới ha, mình gọi nó là cảnh. Chỉ là cái thuật ngữ thôi, mình không thích mình cứ để đối tượng tâm cũng được. Mà mấy chiều mình học đó, cái mình gặp cái cảnh, cái mình không biết cảnh là cái gì mình tưởng là mình cảnh hát cái lương không, nó chết nữa mình nhớ ha, cảnh là đối tượng của tâm. Vậy thì khi một cái thứ gọi là cảnh thì thứ đó phải được biết bởi tâm. Thứ không được biết hay là chưa được biết thì gọi là danh pháp và sắc pháp, không gọi là cảnh. Nhớ nha, cảnh á, khi mà mình gọi nó là cảnh tức là cái đối tượng của tâm, tức là được tâm biết rồi thì mình gọi cái đó đó là cảnh. Còn cái thứ mà tâm mình chưa có biết thì nó chỉ là danh sắc thôi, nó chỉ là danh pháp và sắc pháp, tức là dạng vật chất hay dạng tinh thần thôi, chứ không phải là cảnh ha. Cho nên nhớ chỗ đó. Một chữ nghe được một chữ ha. Tạo được mãnh lực, đúng rồi. Sẽ tất ý có trong để tạo thành tâm thiện thì chỉ có tâm sẽ tất ý chứ. Cái đó chưa chắc nha.
Thì cái vai trò của tâm sở tác ý nằm ngay trước bảy sát na động lực đó, thì cái này phải kiểm tra lại. Còn nó tạo ra, nếu như mà nói là nó tạo ra được cái thiện hay nó tạo ra được bất thiện, vậy thì cái này là nguy hiểm mà. Vậy thì cái gì lại tác động lên nó để nó tạo? Và nếu như mà nó tạo ra được như vậy thì chắc chắn nó đi theo khuôn này. Nếu mà nó đi theo khuôn như vậy thì duyên coi như mình dục bỏ rồi. Thì hay lấy không ổn. Hay lấy không ổn. Nên thành ra cái chỗ đó đó mình phải hiểu nó là do duyên tác động, chứ không phải là do cái thằng sở hữu tác ý ở đằng cái khai ngũ môn hay khai khí môn đó, nó tác động. Khai ngũ môn hay khai ý môn nó có không? Nó có góp phần. Nó liên quan tới cái duyên gọi là liên tiếp duyên hay là cái vô gián duyên. Tức là cái tâm này nó trợ để cái tâm sau nó được sanh lên. Đó, cái đó đó là nó có liên đới trong duyên. Nhưng mà nếu mà nói là tách riêng ra chỉ có cái tâm sở tác ý mà nó tạo ra thôi thì chưa hẳn. Chưa hẳn nó làm được chuyện đó. Tiếp theo cái thí dụ. Ví dụ cái núi ở mặt trăng thì chưa nói đến tức là chế định tên gọi đó, thì cái núi ở mặt trăng đó nó vẫn có tồn tại, nhưng nó không phải là cảnh để biết. Sự tồn tại của nó là pháp, tức là danh pháp hoặc sắc pháp, thì nó là sắc pháp, đó là tồn tại dưới dạng sắc pháp. Khi nó được gọi tên để biết sự tồn tại của nó, lúc bây giờ gọi là cảnh. Khi pháp còn là pháp thì người ta có thể nói nó không tồn tại theo cái kiểu để tâm biết. Chỗ này à, tức là người ta nay nói là vạn pháp duy tâm tạo đó, tức là cái chủ nghĩa duy tâm, cái trường phái duy tâm để cho rằng cái gì tôi biết đó, thì nó mới có tồn tại, mà cái gì mà tôi không biết đó, thì nó không có tồn tại. Thì đang ngầm hiểu ở trong cái ý đó là nó tồn tại dưới dạng đối tượng của tâm, không phải là nó không phải là nó mất đi cái danh hay nó mất đi cái sắc, thì không phải. Nhưng mà mình không có biết tới nó, tức là nó không phải là cái cảnh của tâm để mà mình biết, nên nó không tồn tại dưới dạng cảnh, nhưng nó tồn tại dưới dạng khác. Quý vị hiểu này không? Nên thành ra có những cái pháp nó tồn tại với người này, tồn tại với người này, nhưng lại nó không có tồn tại với người khác. Có những cái pháp nó tồn tại với người này, nhưng mà nó lại không tồn tại với người khác. Tức là với người khác thì nó chỉ là pháp thôi, nhưng đối với người này nó trở thành cảnh. Này, quý vị ghi kịp không? Ghi từ từ ha. Danh pháp nghĩa là ngứa đau mà không có sự biết. Cái ngứa mà mình được biết đó, đúng không, mình gọi tên đó đúng không, cái dạng tinh thần đó đúng không, thì được. Thì nó chỉ là cái dạng ví dụ như ha, thì nói bên tót ngứa đi chẳng hạn, thầy đâu có biết đâu, đâu có biết, thì cái đó là pháp với thầy thôi, không phải cảnh. Nhưng cái ngứa đối với con là cảnh chứ không phải là pháp. Hiểu không? Ok, quý vị ghi bài ha.
đúng rồi, tâm con biết là nó trở thành cảnh này. Cảnh luôn luôn là đối tượng của tâm. Tâm biết cảnh. Chưa hiểu ý của Tốt á. Theo nó là cái gì nữa con? Tại vì những cái việc mà không hữu ích mà mình đa nhiệm như vậy đó, thì thật ra là mình đang nuôi dưỡng cái sự tán loạn nó ngày càng nó nhiều thôi. Bữa nào đó thì có nói rồi đó. À Tân, cái câu hỏi mới vừa xâm lên tai đâu con? Rồi nó quên mất nó xâm câu gì rồi. Ừ, ok, hơi xăm kín tài hết. Đó, cái câu đó đó còn tốt nhớ. Ý là chú tâm vững không tán loạn. Bắt đúng rồi, bắt là mình có sự chú tâm. Có cái câu của Tăng đó không, bắt đâu là chắc đó, buông là buông luôn. Chứ mà mình tới lui đó là nó phóng vật không à. Thì thầy ái kêu con lửa bất thiện, con bắt chí. Bắt cái đó đó là liên quan tới những cái thứ thuộc trong hiệp thế.
Chị viết nghe, viết xong rồi cho hay. Quý vị, nhiều quý vị mới đó, anh nào cái hơi lạ lạ gì đó ha, thì mà không rõ đó thì hỏi lại nghe. Ừ, hỏi đi con. Làm phước để bất nghiệp. Không phải. Không phải làm phước để bất nghiệp. Nhân nào thì quả đó. Nếu những cái trường hợp mình làm rồi, mình biết mình sai, mình muốn sửa cái lỗi kia ra bằng cách cố gắng làm thiện để sửa, chẳng hạn như tiền mình kiếm nó không sạch nhưng mình không làm nữa rồi lấy tiền đó cho người khác, vậy cứ gọi là làm phước để bất nghiệp không? Cái chỗ này nè, tội nghiệp không? Tưởng là cái chỗ đó rồi là mình hết cứu rồi hả? Không có, có đường cứu con ơi. Có đường cứu, không có hết, không có bít đường. Mình phải hiểu cái nguyên lý của nó. Cái nguyên lý của nó là gì? Giữa phước thiện á, cái bất thiện và cái thiện, thì cái thiện nó chỗ trước, bất thiện chỗ sau. Nếu giữa hai thằng mà nó cùng loại thì cái thằng nào nặng đó thì nó chỗ trước. Thằng nặng nó chỗ trước, thằng nhẹ nó chỗ sau. Từ đó hai cái nguyên lý đó suy ra. Nếu như con đã làm một việc bất thiện thì con hoàn toàn có thể làm việc thiện khác mà nó cho cái sự tốt lành của nó nhiều hơn cái thằng bất thiện mà con đã làm. Lúc này cái quả trổ của thằng thiện nó sẽ trổ trước. Quả thiện trổ trước chứ không phải bất thiện không trổ. Anh kịp không? Quả thiện sẽ trổ trước. Alo, alo. Alo, còn nghe không? Không. Ok, vậy là chỗ của con không nghe đó, thoát ra con vô trở lại đi. Tội nghiệp ha, mới một cái câu hỏi chưa kịp trả lời nữa, cái nó ra luôn rồi. Alo, alo, rồi nghe được chưa? Nghe được chưa? Rồi, ok. Rồi, trả lời lại ha. Là giữa cái thiện và cái bất thiện đó, thì cái thiện nó trổ trước, bất thiện trổ sau. Nếu hai thằng mãnh lực á, thì mãnh lực mạnh nó trổ trước, mãnh lực nhẹ nó trổ sau. Thằng mạnh nó chỗ trước, thằng yếu nó trổ sau. Thằng thiện nó chỗ trước, bất thiện chỗ sau. Đó, cái nguyên lý trổ nghiệp của nó là vậy đó. Được không? Vậy thì đó, với trường hợp mà của con mới vừa hỏi lên đó, đó là có cái đường để cho con ra. Tức là con phải làm việc thiện. Còn khi mà con làm việc thiện á, thì cái quả thiện nó cho trước. Cho nên nó trổ trước cho con. Nhưng bất thiện nó không có mất. Nó vẫn nằm đó. Khi mà con không còn cái thiện nữa thì bất thiện nó trổ. Anh kịp chỗ này không? Anh em hỏi mình tránh được cái bất thiện mình đã làm quá khứ không? Tránh được. Nhớ nghe, mình tránh được. Bằng cách là gì? Anh làm thiện. Anh làm thiện được hết. Vậy còn chuyện mà hồi hướng công đức, mình phải hiểu nữa. Cái hồi hướng công đức đó, thứ nhất ra cho chính mình, đặng cái tâm mình á, dẹp đi cái chuyện bỏng sẻn ki bo. Có đồ tốt không cho ai hết. Làm sao để mình tập có cái tâm mà nó quảng đại, không có tham đắm dính mắc như vậy. Nhờ mình tập từ những chuyện nhỏ như vậy đó con, là mình có làm phước tốt đẹp, mình hồi hướng, mình chia phước cho người khác, cho chúng sanh khác. Đó là mình tập để cho cái tâm mình á, nó bớt ki bo bủn xỉn, tham lam ích kỷ. Nó là một giá trị. Cái giá trị thứ hai
là có một nhóm các chúng sanh họ nhận được cái sự hồi hướng chia phước của mình. Một nhóm các chúng sanh họ nhận được, nhưng cái đó thì nó không có nhiều. Cái chúng sanh đó là một cái loài ngạ quỷ có cái tên về Thòn Lòn. À, con có rảnh thì con kéo ở trên cái group siêu lý học ấy, ở trên đó có một ngày đẹp trời thì có đăng cái tên của cái con quỷ đó anh trển. Bây giờ thầy cũng quên mất cái tên của con quỷ đó rồi, nó tên nó dài lắm. Nó mà làm căn cước công dân là không có ai mà làm được cho nó chứ, tên nó dài ghê lắm. Mà có cái con ngạ quỷ đó, có cái loài ngạ quỷ nó nhận được cái phước hồi hướng là tại vì hồi lúc trước á, lúc mà nó còn làm người đó, nó hay tỳ hỷ với người ta. Hay tỳ hỷ với người ta lắm. Nó hay qua vui chia vui rồi đó con, ví dụ như ai đẻ con lại nó cũng chia vui, ai chết nó lại cũng lại chia vui rồi đó. Nó mấy cái chia vui mà nó đi hay đi gửi xà thú vòng vòng đó. Nó hay gây xà thú chỗ này chỗ kia rồi đó. Xong cái mà nó không còn biết gì chân, nó không biết đúng sai tốt xấu nó mới thành quỷ được chứ. Nó mới thành quỷ chứ, mà nó biết đúng tốt sai đúng xấu rồi nó để đúng chỗ thì nó đâu có thành quỷ đâu. Cái nó trở thành ngạ quỷ, tội nghiệp lắm, nó thành ngạ quỷ. Mà cái loại ngạ quỷ đó thì nó lại nhận được hồi hướng, đúng không? Ồ, cái chỗ quý vị đọc cái Bali cơ, đọc là mệt lửa, mệt xỉu luôn đó. Bá rá đá tú bá chi vi. Trời ơi, nó mệt chưa? Tên dù nó nhà ngoằn, nhà ngoèo à. Là không có chuyện hồi hướng về con rồi con về cháu gì hết. Hồi hướng về con về cháu hả? Ê, hồi hướng là về ông về bà chứ con, tại vì mình hồi hướng là cho người đã mất con ơi, mình chia phước mới cho người đã sống con. Sao con hồi hướng về con cháu vậy, sao kỳ vậy? Sao giờ con hồi hướng kiểu này nguy quá nghe. Thấy cô Phước Hoa nha, mình tránh nghiệp bất thiện để đến lúc xịn rồi nó trổ quả bất thiện, không còn làm mình thối lui nữa. Thôi, đừng có tác ý vậy Phước Quang ơi, đừng tác ý vậy, né luôn đi. Trời ơi, chứ nó chỗ chi nữa vậy? Thôi nó đi được đi luôn đi chứ chỗ chi? Sao mình trốn được mình trốn luôn. Mình trốn cho tới cái ngày mình niết bàn. Trốn tới ngày mình niết bàn, đừng có chỗ nghe, đừng có chỗ. Trời ơi, khổ lắm. Rồi nó chỗ rồi biết mình có đủ sức mình vượt qua không? Ôi trời, đừng có ước mơ điều đó. Mình trốn luôn đi, đừng có cho nó chỗ. Bị chó dí rồi mà mình chạy, mình phải chạy. Mình người thân mình chết rồi người ta làm thứ khác, mình hồi hướng người ta vẫn nhận được hả? Không con. Ủa hồi nãy thì trả lời đó, chỉ có duy nhất một cái con ngạ quỷ đó, cái tên về Thòn Lòn ở trên đó là nó nhận được thôi. Được không? Tiếng Anh còn lại tất cả những thứ khác không ai nhận được hết trơn á. Chưa kịp đến ta đồ nợ hả? Đúng rồi, nó chưa kịp đến đó, mình nếp bàn rồi, trốn luôn, đừng có trả, trời ơi. Thì chả chi vậy, khổ lắm, nó lũ lượt nó kéo tới là mình mệt lắm. Rồi chia cho người sống hả? Chia cho người sống á, thì khi mà mình làm phước thiện rồi đó, cái mình nghĩ tưởng cái người nào mình muốn chia phước đó, cái mình nguyện ở trong lòng mình mong cho cái điều thiện này nè, nó cũng cho được cái quả tốt đẹp đến cái người đó, đến cái người A người B đó. Mình có một cái list danh sách dài vậy đó, cái tới đó cái mình nghĩ tới hai người này ha, tới cái người này ha, tới người này nữa ha, tới người này nữa ha, tới người này nữa ha, cái mình nói thôi mệt quá cho hết chúng sanh đều phước như nhau rồi xong. Khỏe. Ba quyển kinh Địa Tạng ngồi đọc hồi hướng cho. Thì cái người mà mất rồi đó con, cái người mất rồi đó mình đâu có biết đó là họ đi về đâu, có nhiều khi họ rớt vô trong ngạ quỷ đó là sao. Nhưng mà cái chuyện làm của con đó nó không có phước con ơi. Con đọc kinh Địa Tạng nó không có phước ha. Nghe khúc đầu tính lăng hay là bà lý thiệt.
Phước thiện có trí hoài hoài, quên dụ bất thiện luôn. Chính xác, đúng rồi đó Tuệ Linh. Như vậy đó, mình phải như vậy đó. Đừng có quay mặt lại, chó cắn liền đó. Mình quay mặt lại là chó cắn liền á, đi luôn, chạy luôn, đừng có quay lại. Ít nào vô nhà đóng cửa lại rồi xong rồi khỏe, trời ơi khỏe. Khỏi con chó nào rượt theo được hết à. Thật ra đó mình phải biết nha. Mình đừng có ước ao mình trả nghe, trời ơi, nó khổ lắm. Niết bàn, Đức Phật. Cái đó là hữu dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn thì mới còn chỗ, vô dư y niết bàn không còn chỗ. Hữu dư y niết bàn là quả của ngài vẫn còn chỗ, tại vì ngài còn mang cái sắc thân mà. Còn cái sắc thân vật chất. Thành ra mình nhớ nha, mình trốn được chứ trốn luôn, trốn được trốn luôn, đừng có xuất hiện trước mặt nó, mắc còng lắm. Rồi tới cái phần thứ sáu, cái phần thứ sáu là các cái tôn giáo, cái triết học ở góc độ của siêu hình học đó đều dính vào ý niệm về linh hồn thay vì một hữu thể như là chích tác. Học thực nghiệm thì dính vào vật chất, không có đường nào thoát ra, cho nên không thể tiếp cận được cái hữu thể tinh thần. Chỉ có trong Phật học mới có chỉ ra được cái hữu thể tinh thần làm cơ sở cho mọi sự giải thích. Nói là chỉ có Phật học thì nó cũng không có đúng lắm đâu ha? Nhưng mà chỉ có Phật học là nó hoàn bị nhất thì được đó, với cái nghĩa như thế. Thật ra là một số các cái triết học đương thời với Đức Phật đó này họ cũng có, và ngay trong Vệ Đà cũng có, nhưng mà nó không có hệ thống, mà không có chặt chẽ, không có lý giải được. Khi mà quý vị học cái pháp bản thể này đó, quý vị đọc Nikaya quý vị phải cẩn thận nha. Khi mà Đức Phật dạy ở trong Nikaya là dạy theo tình huống, là dạy theo cái ngôn ngữ đời thường, tức là ngôn ngữ hiệp thế, không phải là ngôn ngữ siêu thế, thì có rất nhiều câu chữ nó có cái tính ẩn dụ này, nó có tính tượng trưng này, mà nếu như mình không có hiểu thì mình dễ chết lắm nha. Mà nhất là những cái chữ mà nó có cái tính tương đồng nhau nữa là phải cẩn thận. Tức là góc độ siêu lý cũng thuật ngữ siêu lý, dưới góc độ cũng là cái chữ đó, nhưng cũng cái chữ đó xuất hiện ở trong cái văn cảnh thì nó mang cái nghĩa theo văn cảnh của nó chứ không phải nghĩa siêu lý nha. Thành ra khi quý vị học siêu lý rồi đó, quý vị bay qua Nikaya quý vị đọc đó, mà đọc mà theo cái kiểu mà các cái bài kinh rồi đó ha, vấn đáp rồi đó, phải thận trọng. Chứ không thôi là mình hiểu một bên một đằng này, một bên một nẻo, nó rất quớt nhau hết. Ví dụ khi Đức Phật giảng bài pháp, Đức Phật nói thế này: này các ông hãy khéo tác ý như là sẽ giảng bài pháp. Thế mình nói ồ, tại vì cái chỗ khéo tác ý đó dùng gì? Manasikara, Yoniso Manasikara là khéo tác ý. Thế mình nói chỗ đó, ồ, vậy Đức Phật nói là cái đó là tâm sở tác ý. Không phải nha, cái đó không phải nha, cái đó là nó liên đới tới cái nguyên một cái trạng thái của tinh thần, một cục ở đó, là chứ không phải là một tâm sở. Nên thành ra đó, khi mà mình đọc Nikaya đó, mình phải cẩn thận. Chứ thôi mình hiểu cái là mình hiểu trất quốc đó. Đó là cái lý do đó mà mình cần phải học siêu lý trước để cho nó an toàn. Khi mà mình đã có siêu lý rồi, mình quay lại với Nikaya thì ổn.
mình đọc sách vở đó nó cũng ổn. Khoa học thực nghiệm dính vào vật chất, tức là người ta chỉ nghiên cứu được vật chất thôi đó con, người ta đâu có nghiên cứu được các yếu tố tinh thần đâu. Nó sâu tế bào con, nó thấy được các cái nguyên tử nào nọ kia chẳng, chứ nó đâu có sâu thấy được cái tình yêu của con dành cho bồ con đâu. Đúng không? Biết hả? Ai biết hả? Đó là chuyện của người, không phải chuyện của ta. Từ cái khi mà quý vị ổn ở bên cái phần siêu lý, lúc này mình mới bay trở lại cái tạng kinh để mà mình học trường hợp. Mình học trường hợp nó có cái hay đấy là mình xài liền, như miệng liền vậy đó. Mình học cái cách đó mà Đức Phật dạy đó đó, ông phải làm vậy, ông phải làm vậy nó mới được đó. Cái mình lâm cái cách đó gì mình làm liền liền à, xử xí bập 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 vậy đó. Nhưng mà mình không có nền thì bỗng hiểu tại sao nó làm được như vậy. Mình học ở đây đó là mình có cái nền để mà khi mà tới nó mới chịu mình học đó ha, dùng một cái bài kinh Đức Phật dạy đó, nó này ông không có nên vậy 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 à, tại mình hiểu liền ồ thì ra mình không có nên như vậy là bởi vì khi mà mình như vậy thì tâm mình nó sẽ như thế nào, nó diễn hoạt ra làm sao, nó trợ duyên cho cái gì sẽ sanh khởi sau đó, quả nào sẽ trổ với cái nhân để được tạo ra đó, vâng. Thế là mình hiểu. Thì lúc bây giờ mình học đó, mình học vô Nikaya đó thì mình thấu thấu rõ nó dễ. Còn khi mà mình không có học cái này đó, mình nhào vô Nikaya đó, nếu mà mình mạnh về tín á, thì ổn, mình mạnh về tín thì ổn, tức là mình tin thôi. Đức Phật nói ồ không có được vậy ha, cái mình lại mình không có được vậy, ok cũng được ổn, nhưng ổn có cái đời này thôi, ổn có cái đời này thôi, qua cái đời sau đó cái mình đọc ông Mohammed, hồi ông Mohammed chỉ trong kinh Quran ha, gì 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 mình cũng làm luôn, làm theo luôn Iran đó, coi chừng ha, là coi chừng nha. Cho nên mình phải đầu tư cho cái trí của mình nó vẫn lời hơn. Cái mà tính ra đó, tại vì tôi dân toán thành ra tôi tính lắm. À, đầu tư cho trí nó vẫn lời hơn. Giờ đỡ rồi ha. Nên ráng phát triển trí ha. Rồi tứ ý nghĩa của tâm, ý nghĩa của tâm, trạng thái lakkhana là biết cảnh, phần sự rasa là chủ trì dẫn đầu. Này cái này mà có nói rồi đó quý vị, khi mà hàng chết tá nó đi với các tâm sở thì lúc bấy giờ đó là nó làm nhiệm vụ dẫn đầu, nó làm nhiệm vụ dẫn đầu à, nhớ nghe. Mà nó làm dẫn dẫn đầu cái gì, nó dẫn đầu cái sự biết. Còn cái thằng gì nó lại dẫn cái cách biết à, thằng sở hữu tư Chetana. Chetana lại dẫn đầu cái thằng là cái cách biết, cho nên thành ra cái thằng bên kia nó nguy hiểm à, thằng bên đây á, là như ông vua à, điều vua ở ở nhà quản trị à, cái thằng tư nó giống như cái ông tướng ở ở xa trường điều quân khiển tướng. Ờ, mà ông tướng mà banh xác rồi coi như ông vua chết ngắt à, ông tướng banh xác rồi ông vua chết ngắt à, nên là đa tư nó quan trọng lắm. Ừ, pháp ở đây đó là các cái tâm sở đó con, khi mà người ta nói đó à, khi mà nói là ý làm chủ các pháp đó, à, được hiểu là tâm đấy. Tâm dẫn đầu các pháp đó. Tại khi mà mình dịch Việt về đó nó có nhiều cái vấn đề lắm, nó có nhiều cái vấn đề lắm, tại vì mình dùng đó, tâm cũng được, ý cũng được, thức cũng được, tâm địa cũng được, tâm tạng cũng được, bạch tình cũng được, ý quyền cũng được, ý thức giới cũng được, thôi ra tùm lum mới chả nào mỗi vị chép rồi đó.
nào cũng được dịch Việt như vậy đó. Mano hay là chích tá cũng được. Rồi đó, cái đó là vì dịch Việt chặn rồi ha. Rồi còn trong cái văn cảnh nữa. Trong văn cảnh đó mà Đức Phật nói trong cái đời sống thế thường thôi. Thì ngài nói ý cũng được, ngài nói tâm cũng được, ngài nói thức cũng được. Tức là trong đời sống thế thường thì tụi nó nghĩa nhau à. À, cho nên thành ra trong cái bối cảnh đó, nếu mà nói với cái người bình thường thì nó chỉ là cái kiến thức hiệp thể. Kiến thức hiệp thể giờ mình phải, nếu mà mình muốn phân tách nó, mình phải đưa nó qua bên siêu thế, tức là phải có một cái phép tương ứng, hay là lập cái phép ánh xạ từ bên đây qua bên kia, bắt đầu qua bởi mình mới soi à, dùng kiến hiển vi mình soi coi tâm sở nào, hàng tâm nào đó, mình soi mình coi. Phân tích nhiều lắm, xài phân tích dữ lần lắm. Thành tựu bích chích bích thành á là nối liền với nhau, không có rời, không gián đoạn. À, nhân cận của nó là có danh sắc và đạt thành á. Là tứ ý nghĩa của tâm. À, công duy chép bài kịp không? Mà hình như công công duy là học lại lần hai mà ha, cho nên thành ra là dễ mà. Nhân cận hả, là cái nhân cần thiết, nhân gần của nó đó con. Không có danh sắc thì đâu có cảnh, không có danh sắc thì đâu có nó. Tứ nhân sanh tâm à, chưa học tới, chưa học tới dư. Ừ, thời chưa, anh chưa nói, tại chưa học rồi mới nói. Tại vì tâm nó cũng do nhân sanh nữa chứ không phải là tự dưng nó có. Một mạng lưới chồng chéo, danh sắc nghĩa là tên có vật chất à, trong cái cảnh có thể là cảnh sắc, có thể là cảnh cảnh danh, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp tùy. Ví dụ như cái cảnh mà nó nằm ở trong đầu con, con nhớ về một ai đó, cái đó đâu có vật chất đâu, đó là trạng thái tinh thần đó, con nhớ về một ai đó, con gọi tên cho họ trong đầu con đó. À, cái đó đâu phải vật chất. Mà khi con nhìn cái bức tranh thì cái bức tranh đó là vật chất. Cái bức tranh nó chính là cảnh của con biết cái bức tranh đó. Được chưa? Thì nó là vật chất, là cảnh sắc. Rồi cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Tức là cái đó là cảnh vật chất. Tác động vào ngũ quan. Khi quý vị học á, một cách nó có hệ thống rồi, dễ. Nếu mà quý vị đọc sách vở rồi đó, à, cẩn thận. Đọc sách vở gì đó là mình phải gạch đích, mình đặt câu hỏi. Hôm này hợp lý không? Sao mình cũng nghe vậy hết là mình chết nha. Nên phải cẩn thận. À, quý vị chép tư ý nghĩa xong chưa? Ê, có cái bài kiểm tra nho nhỏ của hồi cái lớp trước, quý vị cũng có thể tham khảo chơi cho vui. Gợi ý hướng giải quyết. Đọc bình luận trên Facebook, thấy cái đứa mình ghét nó bị chửi, vui. Phân tích thử à. Rồi làm sao để học Abhidhamma cho nó tốt. Này mình học rồi, 3 điểm này là cho không. Mà lớp mình này không cần phải trả bài nữa, cho nên là ra thôi, cái này không cần phân tích chi cho mệt. Còn 5 phút có ai hỏi hỏi, hoặc là mình sẽ học tiếp.
cái phần tứ nhân sanh tâm này là quý vị phải cố gắng thuộc nha. Có bốn nguyên nhân sanh ra tâm. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, atitakamo, sanh ra tâm. Tâm sở hay là sở hữu tâm hay là tánh đó, sanh ra tâm. Cảnh, đối tượng, sanh ra tâm. Vật hay là sắc kinh đó, sanh ra tâm. Thì với bốn yếu tố này mới có tâm. Được không? Trong đó đó cái nghiệp quá khứ đó, thấy không? Cái nghiệp quá khứ đó thì mình có thể hiểu nó là do cái tâm quả, do cái tâm quả, bởi vì cái tâm quả là do cái tâm do quá khứ đó nó tạo tác ra, thiện bất thiện nó kia rồi đó, nó tạo ra, nên thành ra nói về cái nghiệp quá khứ thì phần lớn, thấy không, suy xét thuộc về tâm quả. Bốn cái chung luôn đó con, mà mạnh yếu nó khác nhau, nhưng mà phải có mà riêng cái thằng nghiệp quá khứ đó, giống như thầy nói đó, là nó đặc thù cho tâm quả. Còn nếu như đó nó mà nghiệp quá khứ mà nếu mà mình hiểu không phải thuộc về tâm quả, ví dụ các tâm thiện và tâm bất thiện, thì nó lại thuộc vào cái yếu tố là nghiệp duyên. Thế mà nó tác động lên trên đó cái cảnh, nó làm cho ảnh hưởng được cái cảnh, rồi là cái cảnh đó nó mới tác động lên cái vật nó mới ảnh hưởng được cái tâm, nên là cái tâm sở nó đi theo chu trình khác. Nhưng mà mình nên hiểu nó cùng một lúc luôn. Tâm sở tức là cái cách biết đó. Thì cái chỗ này nữa nè, khi mà nói đến 121 cái tâm mà quý vị thấy trong cái bản nêu đó, thì nó phải có thật không? Nó phải có thật không? Mình nói đó là thành phần của nó là có thật. Mình nói là thành phần của nó là có thật. Tức là nó là gì? Nó là các cái tâm sở được gộp nhóm lại theo một cái kiểu cách nhất định, với sự dẫn dắt của tâm mà thành. Chính tá đó, nó dẫn dắt một cái bộ tâm sở nhất định, nó tổ hợp lại theo cái cách đó mà nó lồi ra cái tâm đó. Và nó có 121 cách tổ hợp như vậy, và không khác nữa, không sai lệch nữa, chỉ có cái cách tổ hợp vậy thôi à. Nó gọi là citta niyama, đó là quy luật của tâm, và nó thành ra các cái tâm như vậy. Nên là thành ra để mà dễ, cái người ta ghi ra 121 cái tâm luôn, người ta xem như 121 cái tâm, nó học cho dễ, tại vì có nhiều đó là không có khác được nữa, nó chỉ có thể tổ hợp ra được vậy thôi à. Người ta học đó luôn, người ta coi nó như 121 cái tâm, nhưng mà thật ra nó chỉ là có một cái pháp thực tính thôi, là hàng chích tá thôi, còn lại là các cái tâm sở đi kèm theo nó mà thôi. Nên khi hỏi 121 cái tâm nó có thật hay không thì mình nói là các thành phần của nó là có thật. Dựa vào trong cái tài liệu 7 cái bộ ở trong siêu lý mà người ta gom ra, và cái tài liệu mà có sự thống kê đó, đầu tiên ấy, là cái bộ tài liệu về vô tỷ pháp tập yếu của ngài Anuruddha, rồi sau đó là cái bản niêu mà bây giờ mình học đó, là của ngài Tịnh Sự ngài Chế đó. Mình có được cái bản niêu học rồi, lúc nào mình cũng phải nhớ ơn ngài Tịnh Sự, ngài làm cái đó đó. Rồi, ghi tứ nhân sanh tâm xong chưa?
ok, quý vị nào ghi xong thì có thể nghỉ. Tình nhiêu này thôi. Hẹn gặp lại nửa tháng nữa. Bye bye bye. Bắt buộc phải có tâm sở, bắt buộc phải có cảnh, bắt buộc phải có vật. Nghiệp thì nó trải tràn luôn luôn. Thấy không? Nó là một pháp thực tính trong 80 pháp rồi đó con. Bye bye bye. Giữ sức khỏe. Giữ sức khỏe.